Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 33, nhiệt độ, đơn vị đo nhiệt độ, vở bài tập, môn toán lớp 3, bộ sách, kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học kem nhé. Bây giờ thì mời kem mở sách của chúng mình ra trang số 80 nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Như vậy ở đây, có một ngày nhiệt độ không khí ở ba địa phương được cho như bảng bên. Đây. Đây là nhiệt độ không khí người ta cho các em quan sát nhé. Như vậy ở đây nè, Nha Trang là 32 độ C, Sapa 15 độ C và Hạ Long ở đâu? Quảng Ninh đúng không nào? 26 độ độ C. Câu A này, nhiệt độ không khí ở Hạ Long cao hơn nhiệt độ không khí ở đâu? Đó, như vậy mình nhìn thấy này, Hạ Long này thì nó chỉ cao hơn được anh nào thôi, Sapa thôi, đúng không? Nha Trang thì nó sẽ thấp hơn này, 32 nó sẽ lớn hơn 26, nên là nhiệt độ không khí ở đây Hạ Long nó chỉ cao hơn ở đâu đây? Sapa, đúng không? Cao hơn nhiệt độ không khí ở Sapa, được chưa? Câu B, nhiệt độ không khí ở đâu là cao nhất? Đâu nhỉ? À, chính là Nha Trang là cao nhất. Đơn giản đúng không nào? Rồi, nhiệt độ không khí ở đâu là thấp nhất? Đâu đây? À, Sapa là nhiệt độ không khí thấp nhất. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài số 2. Hoàn thành bảng theo mẫu. Ở đây người ta cho này, viết nhiệt độ và cách đọc nhiệt độ này. 20 độ C này, chúng ta đọc là 20 độ C. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ có này, 35 độ C. Đó. Vậy thì phần số này, 30, 35, nhiệt độ tức là gì? Độ C. Được chưa nào? Rồi, 31 độ C này, phần số là 31 này, nhiệt độ này, độ C. Được chưa? Rồi, vậy ở đây có 15 độ C, chúng ta đọc là gì? 10 gì? 15 độ C. Ô văn kê. Được chưa? Quá dễ dàng đúng không? Sang bài số 3. Nhiệt độ cơ thể của 3 người lần lượt đo là 38 này, 36 này, 37 này. Rồi, biết rằng nhiệt độ cơ thể của người thứ nhất là cao nhất, người thứ hai thấp nhất. Vậy thì người thứ ba có nhiệt độ cơ thể là lần lượt là người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Đây, tức là chúng ta sẽ xem này này. Người thứ nhất này, thầy ghi là người 1 đi nhá. Là bao nhiêu? 38 độ C. Vậy thì đến người thứ hai này sẽ là bao nhiêu? 36 độ C. Và đến người thứ ba 30 mấy? 37 độ C. Đấy. Như vậy này, biết rằng cơ thể của người thứ nhất là cao nhất, tức là người thứ nhất đây. Người thứ hai là thấp nhất. Rồi, vậy thì chỉ còn mỗi mấy? Người thứ ba là bao nhiêu đây? À, 37 độ C. Câu này giống như toán của lớp 1 đúng không? Đâu phải toán của chúng ta. Rồi, bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Nhiệt độ không khí trong cùng một ngày
vào một số buổi ở một địa phương theo cái bảng trên. Sáng sớm này 18 độ C, đến trưa là 30 độ C, chiều là 24 độ C và đêm là 12 độ C. Rồi ta hỏi cái gì? Nhiệt độ không khí từng buổi viết theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất là. Vậy chúng mình chỉ việc sắp gì? Sắp xếp những số này này theo thứ tự, đúng không? Từ lớn đến gì? Đến bé. Vậy thì lớn nhất đây sẽ là gì? 30 độ C, đúng không? Tiếp theo anh 24 độ C. Và anh nào? À, anh sáng sớm này 18 độ C. Và bé nhất ở đây là buổi đêm 12 độ C. Rồi các em sắp xếp cái này, viết vào đây. 30 này, độ C này, 24 này, độ C này, 18 này, độ C này, và 12 độ C. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bài này nhé. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video đến cho thật là nhiều những bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.